Chào tất cả bà con. Mình có một đám rẫy, diện tích là 1 hectare 98, có 1.100 cây cao su, trồng được 7 năm rồi. Đất đỏ ba gian nhá. Đất thì nó hơi triền triền dốc rồi này. Hơi triền triền dốc đó. Nhưng mà rất đẹp. Đất đỏ ba gian. Cây cao su là được 7 năm tuổi, đang cạo. Đấy. Trồng cái cây cao su trồng thì rất đều. Đấy. Quá đẹp. Do nợ ngân hàng nên nữa cần phải bán nha. Không chi thì làm gì có cái cỏ giả như thế này. Ai mua được thì chăm sóc vào nữa thì đúng ok luôn. Giá 700 có thương lượng. Đấy, cây cao su đấy. Mình mua vào mình có thu, nguồn thu. Nguồn thu nhập. Quá đẹp, đất có bìa đỏ. Mình làm sang tên bìa đỏ là 1 hectare 98. Giá bán 700 có thương lượng. Ai có nhu cầu cần mua về đất cao su thì liên hệ với mình luôn nhé. Rồi, đăng ký kênh YouTube của mình để biết kết quả sớm nhất. Chào bà con.